Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế. Video hôm nay mình sẽ đeo kính để trên tay cho các bạn. Và đây không phải là một cái chiếc kính thông thường, nó là một cái chiếc kính có tích hợp loa Bluetooth có tên là Soundcore Frames, một cái thương hiệu con của Anker. Bắt đầu video cùng tìm hiểu với mình nha. Kính mà có tai nghe để nghe nhạc hay là điều khiển thông qua điện thoại, thông qua giọng nói thì nó không phải là cái gì đó quá mới mẻ. Tuy nhiên thì ở cái kính này nó có một cái thú vị và mình cảm thấy hay, đó chính là ngoài cái việc mình có thể nghe nhạc khi mà đeo lên thì cái phần trồng kính á, mình cũng có thể thay đổi theo nhiều cái dạng thể loại trồng kính style khác nhau. Và nếu như mà bị cận thì mình cũng có thể cắt kính theo cái độ cận của từng người. Bên cạnh đó là mình có thể nghe được nhạc, điều khiển nhạc thông qua giọng nói hay là các cử chỉ chạm ở trên cái phần thanh của gọng kính. Đó là những cái đặc điểm chính của kính này. Về thiết kế thì mình thấy tổng thể của nó giống với thiết kế của kính mắt Ray-Ban. Cái phần gọng kính đeo nó sẽ được thiết kế to hơn so với những chiếc kính mắt thông thường, bởi vì đây là nơi đặt pin cũng như là loa để phục vụ cho việc nghe nhạc, nghe âm thanh. Rồi chi tiết hơn thì chúng ta sẽ có là ở mỗi bên cái phần gọng đeo sẽ có những cái chấu sạc để mà sạc pin cho cái chiếc kính này. Đối với chiếc kính này chúng ta sẽ nghe nhạc, nghe âm thanh đơn giản bằng 4 cái chiếc loa ngoài được tích hợp ở hai bên cái gọng kính. Cụ thể thì ở mỗi bên chúng ta sẽ có hai cái loa ngoài được đặt ở vị trí trước và sau vành tai. Hai bên ngoài của gọng kính chúng ta đều sẽ thấy cái logo của Soundcore, và đây cũng là cái vị trí để mà chúng ta chạm hay là vuốt điều khiển thông qua cảm ứng cho cái việc là dừng bài hát, tiếp tục bài hát hay là chuyển bài, tăng giảm âm lượng cũng như là đánh thức cái trợ lý giọng nói. Khi mình đang nghe nhạc, mình tháo kính ra thì nhạc sẽ tự động dừng và mình đeo vào lại thì nhạc sẽ tự động phát lại. Kính này có cả pin và cả loa nữa cho nên nó sẽ nặng hơn so với việc đeo những cái kính thông thường. Tuy nhiên thì mình thấy nó cũng có một cái thiết kế về cả phần gọng và tất cả mọi thứ nó cũng tương đối là thanh mảnh. Cái điều mà mình thích nhất ở cái chiếc kính này đó chính là mình có thể thay đổi cái phần gọng kính đeo ở phía trước. Mình có thể đổi qua nhiều dạng style khác nhau, và ở trên trang Soundcore thì mình thấy là nó có những cái style từ công sở, du lịch, đi chơi cho tới thư sinh, học sinh, rất là nhiều thứ. Tất nhiên là cái phần trồng kính đó, mình có thể đo theo cái độ cận của mắt để mà mình cắt kính cho nó phù hợp. Một cái chi tiết nhỏ nhưng tương đối tinh tế ở cái phần gọng kính này mình cũng thích, đó chính là ở cái phần kim loại này nè, nó không phải là một cái khối liền mà nó được thiết kế theo dạng rãnh để giúp tăng cái tính đàn hồi khi mà đeo. Về mặt trải nghiệm, để sử dụng được chiếc kính này thì mình cần phải tải một cái app có tên là Soundcore, trên cả iOS và CH Play đều có. Sau đó kết nối Bluetooth với chiếc kính, và ở trong app đó thì chúng ta có thể điều chỉnh lại những cái cài đặt. Ví dụ như là chạm 2 lần vào bên trái để mà dừng hoặc là phát nhạc, chạm 2 lần vào bên phải để mà gọi trợ lý giọng nói, vuốt từ trước ra sau hay là từ sau ra trước để mà chuyển bài hát trước hay là bài hát sau, hay là còn vuốt ở bên trái để mà tăng giảm âm lượng, vân vân. Về mặt trải nghiệm của mình thì mình thấy những cái thao tác để điều chỉnh nhạc hay là âm thanh như vậy nó tương đối là nhạy. Còn về âm thanh, nói hay thì nó không quá hay, nó chỉ ở mức là được, nghe ổn để phục vụ cho việc là nghe giải trí cơ bản cho những người không đòi hỏi về chất lượng âm thanh quá cao. Về thời lượng pin thì mình chỉ mới đeo đây thôi, mình chưa có xác định được thời lượng pin thực tế của nó là như thế nào. Tuy nhiên theo công bố của hãng thì có thể nghe nhạc liên tục trong vòng 5,5 giờ. Còn về mức giá thì chiếc kính tích hợp loa Bluetooth Soundcore Frames nó có giá đâu đó khoảng 4,5 triệu đồng Việt Nam. Các bạn có thể search trên Internet, mình thấy là có nhiều shop đã bán cái chiếc kính này rồi, nếu như các bạn muốn sở hữu và mua nó. Nói tóm lại, chúng ta có một cái chiếc kính đeo tương đối là thời trang và có thể thay đổi được trồng kính, gọng kính, cũng như là nghe nhạc ở mức cơ bản, đơn giản, vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.